Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Và lâu lắm rồi thì mình mới xuất hiện với một cái video nữa về máy ảnh. Và có thể phải nói rằng năm nay là năm của Canon trong cái sự nghiệp review của mình. Bởi vì chỉ mới trong quý 2 thôi, mình đã tự tay bóc hộp 4 đến 5 chiếc Canon có giá từ 9-10 triệu đến 50 triệu mới cứng để trải nghiệm rồi. Và ngày hôm nay thì mình có một chiếc Canon EOS R8 cùng một chiếc lens cũng khá là cơ bản thôi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là ở thời điểm này Canon EOS R8 còn đáng mua hay không nhé. Một chiếc máy ảnh Canon dĩ nhiên sẽ mang màu sắc thiết kế của thương hiệu, và chiếc R8 còn đem đến cái cảm giác rất thoải mái khi cầm. Dù là chiếc máy ảnh full frame nhẹ nhất thế giới cái thời điểm ra mắt, nhưng mình tin rằng với những người có kích cỡ tay nhỏ hay là trung bình sẽ rất thích chiếc máy này, vì cầm nó vừa vặn và chắc chắn với cái báng cầm tương đối sâu. Các nút bấm cũng không có nhiều khác biệt so với chiếc Canon RP trước đó. Chỉ có phần nút on-off trên phiên bản cũ được thay thế thành nút chuyển nhanh chế độ quay và chụp. Màn hình full cảm ứng xoay lật này nhiều điểm hơn so với RP khoảng 55%, và cũng có kính ngắm điện tử. Chiếc R8 này có duy nhất một khe thẻ nhớ và cũng sử dụng pin LPE17. Vậy nên khi nhắc đến điểm tương đồng thì chắc các bạn cũng đã đoán được cái pin của R8 nó sẽ như thế nào rồi. À, và có một cái điểm mà R8 kém hơn cái phiên bản tiền nhiệm là nó chỉ có thông số cảm biến 24MP mà thôi. Nhưng cái điểm này lại giống với chiếc R6 Mark II. Sau tất cả những điều trên thì mình thấy không có gì là kỳ lạ khi mà mọi người có thể gọi đây là chiếc Canon RP Mark II được thay bằng số 8 để trông cho nó gọn hơn mà thôi. Có một điểm khá hay trên chiếc Canon EOS R8 này, đó chính là nó có khả năng chụp liên tiếp 40 tấm với cái màn chập điện tử. Và cái thông số này thì nó không kém cạnh gì so với cái chiếc Canon R6 Mark II xịn sò hơn cả. Trong nhiều trường hợp nào đó thì 6 khung hình trên dây là chưa đủ với bạn khi sử dụng R8, thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ Electronic để làm hài lòng cái nhu cầu của mình. Và ở đây thì bọn mình cũng test thử một vài lần thôi để mọi người có thể có cái sự đánh giá. Và dĩ nhiên là mình sẽ không test nhiều lần đâu, vì đây là cái máy mới nên là mình sẽ giữ gìn nó một chút nha. Có một cái điểm nữa mà mình không biết là hay hay dở. Với cá nhân mình thì mình rất thích những cái tiếng chụp choẹt choẹt trên những cái chiếc máy ảnh như này này. Đó. Và trên chiếc Canon EOS R8 này, nếu như bạn có cơ hội trải nghiệm nó thì mình nghĩ rằng là bạn cũng sẽ cảm nhận được cái âm thanh này mà thôi. Tuy nhiên thì với rất nhiều người, mọi người nhận xét rằng là cái tiếng chụp ảnh này của nó hơi rức đầu và nó không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà với cá nhân mình thì khi trải nghiệm chiếc máy này và nghe cái âm thanh này thì mình thấy nó tuyệt vời hơn việc mà mình phải nghe cái âm thanh có như không có trên chiếc R6 Mark II. Bắt nét nhanh là một điểm cộng đáng chú ý trên chiếc Canon R8. Chiếc máy này trang bị bộ xử lý DigiX này, đời mới hơn là cái DigiX 8 ở trên các Canon RP. Bên cạnh đó, nó còn trang bị cái công nghệ lấy nét dual pixel xịn sò hơn. Chúng ta có thể lấy nét được mắt này, mặt này, đầu này, thân người này. Bên cạnh đó là động vật, ví dụ như là chó, mèo, chim vân vân. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta có thể bắt nét rất nhanh được một số những cái phương tiện phổ biến, ví dụ như là ô tô này, tàu hỏa, máy bay, xe máy. Kết hợp với khả năng chụp liên tiếp thì mình nghĩ việc chụp ảnh sẽ dễ dàng hơn với cả những người có khả năng tài chính mua full frame Canon. Ngoài ra thì R8 vẫn có thể bắt nét khá tốt trong điều kiện ánh sáng kém, nên mình nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn rất phù hợp với người thích chụp ảnh nhưng thường phải đi chơi sau giờ hành chính như mình. Rất là ổn đấy chứ. Gần đây thì Canon không chỉ đem đến cho chúng ta những cái sản phẩm mà chụp ảnh tốt hơn, mà còn đem đến những cái sản phẩm mà hỗ trợ quay phim tốt hơn, rất hợp với cái xu hướng hiện nay. Đến cái mẫu máy ảnh giá rẻ như là chiếc Canon R50 trước đó thì nó cũng có khả năng quay 4K, oversample từ 6K, nó nét này, nó chi tiết hơn, thì chẳng có lý gì mà chiếc R8 này lại không có cái thông số như vậy cả. Và thêm nữa thì trên chiếc Canon R8 này chúng ta sẽ có thêm Cinelock 3, và bên cạnh đó là khả năng quay 10bit 422 internal nữa. Canon R8 quay tối đa 4K 60p và không bị crop. Nó có tùy chọn 8bit và 10bit, file quay oversample từ 6K, và dĩ nhiên nét và chất lượng hơn rất nhiều. Canon Log 3 hay Cinelock 3
là một tùy chọn quay rất đáng để thử nếu như bạn muốn giữ lại được nhiều chi tiết hơn trong những cái môi trường có độ tương phản cao hoặc muốn can thiệp sâu hơn về màu sắc. Màu cơ bản của R8 mình thấy nó khá đẹp và vừa mắt, phù hợp với cái nhu cầu cơ bản của mình. Nhưng với các bạn editor thì không, các bạn ấy thích Cylog 3 hơn. Và video mà bạn đang xem đã được rate màu từ Cylog 3. Hãy cho mình biết đánh giá của bạn ở dưới comment nhé. Tổng kết lại thì mình nghĩ rằng việc chúng ta có thể trải nghiệm những chiếc máy full frame từ Canon nó sẽ không còn quá khó nữa khi mà bây giờ chúng ta đã có nhiều những cái lựa chọn như là chiếc R8 này với mức giá nó dễ chịu hơn và đem đến nhiều những cái trải nghiệm chất lượng hơn và đáng giá hơn. Và Canon EOS R8 là một cái lựa chọn phù hợp với rất nhiều người. Ví dụ như là những cái người mà mới chuyển hệ sang full frame hay là những người có điều kiện tài chính tốt hơn ngay từ khi bắt đầu. Thì mình nghĩ rằng khi mà chúng ta bắt đầu với nhiếp ảnh thì việc bỏ nhiều tiền ra một cái thiết bị đắt tiền thì nó không bao giờ là thừa cả. Ok, và sau khi xem video này thì bạn đánh giá như thế nào về chiếc Canon EOS R8? Và đừng quên hãy chia sẻ trải nghiệm của mình ở bên dưới comment cho chúng mình biết với nhé.